cô kia. Tôi đang muốn mua một bộ PC ở đây. Tôi cần một bộ PC có cấu hình mạnh nhất. Bây giờ cái gì không quan trọng, xịn nhất thì mang cho tôi. Tiền không thành vấn đề, cô hiểu chưa? Với nhu cầu của chị thì thế nó lại là dễ ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer, và lại là mình, Nami đây. Chắc hẳn là dạo gần đây thì mình cũng đã giới thiệu tới cho các bạn rất nhiều những bộ máy PC ở phân khúc trung cấp cũng như là cao cấp rồi, phải không nào? Và ngày hôm nay thì để đổi gió một chút cho các bạn thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ máy PC ở phân khúc gọi là siêu cao cấp. Và đặc biệt thì em nó sẽ có đủ những cái tính năng để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, cũng như là khó đến như bà cô ở đầu video cũng có thể đáp ứng được. Và trước khi đến với phần chi tiết của em máy này thì chúng ta hãy cùng tới phần highlight của em nó nhé. Bắt đầu thôi. PC cao cấp trong phân khúc máy bộ siêu cao cấp của Hà Nội Computer. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về cấu hình bên trong của Enthusiast Gaming Platinum 001 nhé. Xương sống của bộ máy này chính là main Gigabyte Z490 Aorus Ultra, một mainboard hoàn toàn mới đến từ nhà Gigabyte trên nền tảng socket 1200, hỗ trợ dòng CPU thế hệ thứ 10 và hỗ trợ RAM tới 3200MHz khi mà được ép xung. Tiếp tới là chúng ta sẽ có chip Intel Core i7-10700K, 8x16 luồng, tốc độ xử lý cơ bản là 3.8GHz và nó có thể turbo boost lên tới là 5.1GHz. Ở đây thì chúng ta sẽ có 4 thanh RAM 8GB Zscale Trident Z Neo, tốc độ là 3600MHz với giải LED RGB vô cùng đẹp, có thể là tùy chỉnh bằng những phần mềm thông dụng của các hãng. Một phần không thể thiếu nếu như anh em nào muốn cân hết tất cả mọi tựa game cũng như là chơi game mà không cần phải lo lắng về cấu hình thì đó chính là về cạp màn hình, phải không nào? Thì ở em máy này đã sở hữu chiếc cạc mới nhất, xịn sò nhất hiện tại, đó chính là Gigabyte RTX 2080 Super Aorus 8GB. Và không chỉ có cho mình hiệu năng mạnh mẽ mà RTX 2080 Super còn sở hữu một hệ thống tản nhiệt làm mát là WinFrostTech, giải pháp làm mát tiên tiến nhất, cung cấp hiệu suất hiệu quả cho các cạc đồ họa ngay cả khi đã được ép xung. Và cùng với đó là trải nghiệm Red RGB ở trong quạt cũng như là trên logo sẽ khiến cho bộ PC này trở nên lung linh hơn bao giờ hết đấy. Ổ cứng của chúng ta là SSD WD SN750 Black 500GB M2-2280 PCIe. Cuối cùng là trái tim của bộ máy này thì bộ nguồn Corsair RM Series RM 850 850W đạt chứng chỉ 80 Blood-Gold sẽ đem lại hoạt động ổn định cho toàn bộ máy. À mà khoan, hình như là chúng ta còn thiếu thiếu cái gì đấy, có phải không nhỉ? Các bạn có đoán ra là gì không? Vâng, đó chính là bộ tản nhiệt nước custom của chúng ta. Và chúng ta không thể nào không nhắc đến em nó được, vì em nó chính là cái hình ảnh đại diện của bộ PC này. Và em nó thì mang tên là Custom FreeZMod Rainbow RGB. Chúng ta thì sẽ có block, bơm và 3 bộ fan RGB cùng với bộ điều khiển RGB vô cùng tiện lợi, đồng bộ cùng với những phần mềm tinh chỉnh LED của các hãng như RGB Fusion, Aura Sync và vân vân mây mây. Về ngoại hình bề ngang của PC Enthusiast Gaming Platinum thì khá là dài. Để trên góc làm việc, anh em sẽ cần một khoảng trống khá rộng để cho em nó, cũng như là tránh việc bị va đập hay là làm rớt cây máy tính. Nhìn bộ case này mà rớt thì chắc là anh em biết mọi chuyện sẽ ra sao rồi đấy. Cùng với đó là hai ổ cắm USB ở phía mặt trước, loa mic và cổng Type-C sẽ rất tiện lợi cho anh em cắm cũng như là sử dụng các thiết bị. Và bây giờ thì không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy đi ngay đến phần chính, đó chính là test game thôi nào. Let's go! Thực sự thì với cấu hình 10700K và RTX 2080 Super, mình thấy việc test game với bộ máy này có vẻ hơi thừa thãi. Khi mà nhìn vào cấu hình thì chúng ta đã có thể thừa biết là nó thoải mái chơi các tựa game mới nhất ở thiết lập cao nhất rồi, phải không nào? Thế nhưng mà dù sao thì mình cũng sẽ phải liệt kê các kết quả test ở đây, và nhìn chung thì không tựa game nào có thể làm khó em nói được. Và trừ Assassin's Creed Odyssey thì là hơi mềm một chút, hệ thống tản nhiệt của máy thì cũng làm việc rất ổn định khi mà luôn giữ ở nhiệt độ CPU chỉ loanh quanh là 60 cho đến 70 độ C khi chơi game, và căng nhất thì cũng là 80 độ C khi mà render thôi. Đây là mức nhiệt khá ổn định cho chiếc 10700K và vẫn còn khoảng trống phía trên nếu như các bạn thích ép xung nó.
Vậy vừa rồi là các bạn đã xem tất cả những đánh giá của bạn review với mình về chiếc máy PC Enthusiast Gaming Brandinu này rồi. Và mình chắc hẳn là em nó sẽ có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của các anh em, kể cả là cái chị lúc nãy. Chắc là ngon không đấy? Dạ vâng, chắc chắn là ngon chị ạ. Chị tin em đi. Vâng, vậy thì đến đây rồi thì các bạn còn ngần ngại gì nữa mà để lại cho chúng mình một like, một share cũng như là subscribe kênh và nhấn quả chuông nho nhỏ phía bên cạnh để có thể ủng hộ cho chúng mình ra những video tiếp theo trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!